Những video bổ xẻ trái cây vẫn được dân mạng rất quan tâm. Càng vào hè thì đề tài này dường như càng gây hứng thú lớn đối với người xem. Tiếp tục series Vương quốc trái cây là một clip bổ mít ngay trên cành đang viral gần đây. Theo đó, quả mít có kích thước rất lớn, chín cây, vẫn bám chặt trên cành, được người nông dân bổ ngay trên cây để quay clip. Mang lách dao xẻ vào mít trông rất đã mắt, nhưng những người tinh ý đã nhìn thấy ngay một điểm và khẳng định trái mít này không ngon. Dưới phần bình luận, những người có kinh nghiệm trồng mít khẳng định trái mít này đã bị quá nước, đọng nhiều nước mưa. Khi bổ chảy ra nhiều nước như vậy thì sẽ nhạt, nhiều xơ, ăn kém ngon. Những trái mít mọc cành thấp hoặc ở khu vực nhiều mưa thì thường gặp tình trạng này. Về cơ bản, đây không phải là mít dở, nhưng chưa thực sự hấp dẫn đến mức phải trầm trồ.